cập nhật thông tin bão số 3, bão Ma-on. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, lúc 13 giờ chiều nay, vị trí tâm bão nằm trên khu vực đất liền phía bắc bán đảo Lôi Châu Trung Quốc, cách Móng Cái, Quảng Ninh khoảng 250 km về phía đông đông bắc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 9 giật cấp 11. Bán kính gió mạnh cấp 6 giật cấp 8, khoảng 130 km tính từ tâm bão. Bão tiếp tục theo hướng Tây, hướng vào các tỉnh Đông Bắc Bộ và suy yếu dần thành áp thấp nhiệt đới. Dự báo 22 giờ đêm nay, tâm áp thấp nhiệt đới ở trên khu vực biên giới Việt Nam-Trung Quốc, cách Móng Cái, Quảng Ninh khoảng 50 km về phía Đông Bắc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới, mạnh cấp 7, giờ cấp 9. Trong đêm nay đến sáng mai ngày 26 tháng 8, áp thấp nhiệt đới sẽ đi sâu vào đất liền Bắc Bộ và suy yếu dần thành một vùng áp thấp trên khu vực vùng núi Bắc Bộ. Bão số 3 dự báo sẽ gây mưa to gió lớn. Bộ đội biên phòng các tỉnh từ Quảng Ninh đến Nghệ An tổ chức bắn pháo hiệu tại 14 điểm báo bão số 3. Còn các tỉnh miền núi phía Bắc sẵn sàng phương án sơ tán 135.000 dân ra khỏi các khu vực có nguy cơ ngập lụt, sạt lở đất, lũ quét. Thông tin về thời tiết trên biển. Do ảnh hưởng của bão số 3 nên vùng biển Bắc Vịnh Bắc Bộ trong đêm nay sẽ có mưa bão. Mưa khiến cho tầm nhìn giảm xuống chỉ còn từ 2 đến 4 km và gió mạnh dần lên cấp 6, cấp 7. Vùng gần tâm bão đi qua là cấp 8, giờ cấp 10, sóng biển cao từ 2,5 đến 3,5 m, biển động mạnh. Vùng biển Nam Vịnh Bắc Bộ xuống Quảng Ngãi trong đêm nay cũng sẽ có mưa dông kèm theo lốc xoáy và gió giật mạnh. Tầm nhìn xa giảm xuống từ 4 đến 10 km, gió hoạt động cấp 7, cấp 8, sóng biển cao từ 2 đến 3 m, biển động. Vì thế, tàu thuyền hoạt động tại các khu vực trên cần chú ý theo dõi diễn biến thời tiết để có được hướng di chuyển và kế hoạch đánh bắt phù hợp. Luôn đảm bảo các biện pháp an toàn khi khai thác trên biển và thường xuyên giữ liên lạc. Ngoài khơi huyện đảo Hoàng Sa trong đêm nay sẽ có gió mạnh cấp 6, giật cấp 8, biển động. Trời mưa dông kèm theo lốc xoáy, gió giật, sóng biển cao từ 2 đến 4 mét. Với huyện đảo Trường Sa thì trong đêm nay và ngày mai gió chỉ khoảng cấp 4, cấp 5. Nhưng ở đây cũng cần phải lưu ý là trời có mưa dông kèm theo lốc xoáy, gió giật. Tầm nhìn xa giảm xuống chỉ còn từ 4 đến 10 km trong mưa. Thưa quý vị, thời tiết tỉnh Quảng Ngãi hôm nay có nắng từ sớm, một số nơi nắng nóng. Mức nhiệt cao của ngày hôm nay là 35 đến 36 độ C. Đến chiều xuất hiện mưa dông tại nhiều nơi trong tỉnh. Dự báo thời tiết cho ngày mai 26 tháng 8. Dự báo ngày mai trời vẫn còn nắng nóng với mức nhiệt dao động là từ 26 đến 36 độ C. Độ ẩm không khí ở mức thấp 40 đến 45%. Do ảnh hưởng của nắng nóng kết hợp với độ ẩm không khí ở mức thấp nên nguy cơ xảy ra cháy nổ hỏa hoạn ở khu vực dân cư do sử dụng điện tăng là rất cao. Quý vị cần lưu ý tắt các thiết bị điện sau khi sử dụng xong. Khi xảy ra cháy, tìm mọi cách báo ngay cho cảnh sát phòng cháy chữa cháy theo số điện thoại 114. Quý vị lưu ý trong những ngày này thì về chiều tối thường xuất hiện mưa dông kèm theo các hiện tượng thời tiết nguy hiểm như lốc sét và gió giật mạnh. Sau đây là dự báo cụ thể thời tiết một số nơi trong tỉnh trong ngày mai. Khu vực thị trấn Châu Ổ, huyện Bình Sơn nhiều mây có mưa rào và dông, ngày nắng nóng. Trung tâm thành phố Quảng Ngãi mây thay đổi đến nhiều mây, mưa rào xảy ra vài nơi, ngày nắng. Thị xã Đức Phổ đêm nhiều mây, ngày nắng, có lúc có mưa rào và dông. Thị trấn Ba Tơ nhiều mây, trời nắng. Chiều mai tiếp tục có mưa rào và dông, đề phòng gió giật mạnh và sấm sét. Lý Sơn mây thay đổi, ngày nắng. Phần cuối chương trình là dự báo thời tiết cho một số tỉnh, thành phố trong nước và thế giới. Cảm ơn quý vị đã theo dõi bản tin thời tiết của Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Quảng Ngãi. Hà Nội nhiều mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh. Thừa Thiên Huế nhiều mây, ngày có nắng, nhiệt độ từ 25 đến 36 độ. Đà Nẵng có mây, ngày nắng, chiều và tối có mưa rào và dông, nhiệt độ từ 25 đến 35 độ. Lâm Đồng trời đẹp, có nắng gián đoạn, đêm có mưa rào nhẹ và dông vài nơi, nhiệt độ từ 22 đến 30 độ. Thành phố Hồ Chí Minh nhiều mây, ngày nắng, nhiệt độ từ 26 đến 36 độ. Mở thẻ tín dụng quốc tế BIDV với nhiều ưu đãi và tiện ích vượt trội. Quý khách hàng sẽ được miễn phí phát hành thẻ, miễn phí thường niên năm đầu, miễn phí thường niên năm tiếp theo nếu đạt doanh số giao dịch tối thiểu theo từng loại thẻ. Đặc biệt, đối với khách hàng phát hành mới thẻ tín dụng quốc tế hạng Platinum sẽ được tặng ngay 1,5 triệu đồng đến hết ngày 20 tháng 7 năm 2022. Nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ thẻ, thẻ tín dụng quốc tế BIDV mang đến nhiều tiện ích vượt trội.
như tính năng nhận thông báo OTT biến động thẻ quốc tế trên BIDV Smart Banking, tính năng đăng ký trả góp linh hoạt qua website bidv.com.vn, dịch vụ bảo hiểm tai nạn trong chuyến đi cho chủ thẻ quốc tế hạng Platinum và Visa Signature. Mọi chi tiết xin vui lòng liên hệ BIDV Quảng Ngãi, 56 Hùng Vương, thành phố Quảng Ngãi, số điện thoại 0255 317 4868, máy lẻ 743 741 và các phòng giao dịch trực thuộc.